Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 Phút. Mở đầu tập 213 Đấu La Đại Lục là hình ảnh Đường Tam đã có mặt tại Lạc Nhật Xâm Lâm. Đây chính là nơi cha mẹ hắn đang ở. Lần này, hắn quyết định dừng chân ở đây là mong muốn được phụ thân phụ mẫu mình hộ pháp để có thể hồi sinh Tiểu Vũ. Vừa khi thấy bóng dáng hai người bọn họ, Đường Tam đã chạy lại quỳ xuống, trong giọng nói khẩn thiết đem theo cả nỗi nhớ nhung bấy lâu nay. Thanh âm trong trẻo của Đường Tam vang lên: "Cha mẹ, ta còn có một việc quan trọng cần phải làm, sau khi hoàn thành xong, gia đình chúng ta sẽ thật sự đoàn tụ." Đường Hạo đưa cánh tay lạnh lặn của mình ra, đỡ lấy nhi tử đang cúi đầu ở phía trước mặt. Hư ảnh A Ngân sau một thời gian dài hấp thu tinh chất từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn đã rõ ràng ngày một chân thật hơn. Nàng đứng bên cạnh Đường Hạo, sang tay ôm lấy hài tử của mình vào lòng. Bên cạnh những tán lam ngân hoàng cũng không ngừng quấn quanh như để an ủi hắn. Đường Tam cho dù có mạnh mẽ đến cỡ nào thì trước mặt cha mẹ hắn cũng là vô cùng nhỏ bé. Bản thân lúc này có chút yếu đuối, ôm lấy cha mẹ mình mà khóc. Một nhà ba người cứ thế ôm nhau. Sau một khoảng thời gian, Đường Tam đã dần bình tĩnh trở lại. Hắn nói cho phụ thân phụ mẫu mình sẽ tại nơi này hồi sinh cho Tiểu Vũ. Đường Hạo nghe thấy thế có chút sững sờ. Ông sao mà không biết điều kiện để hồi sinh con dâu mình bá đạo đến mức nào chứ? Hồn lực ít nhất phải đạt từ 90 cấp trở lên. Khi xưa, ông được xưng là phong hào đấu la trẻ tuổi nhất đấu la đại lục, mà hiện con trai mình so với lúc trước còn trẻ hơn vài tuổi. Chuyện này thật sự khiến ông phải bất ngờ. Nhưng mà thiết nghĩ, hai tử này ông cũng giống mình, chính là một thân si tình a. Để có thể hồi sinh Tiểu Vũ một cách hoàn mỹ nhất, Đường Tam tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn không muốn bất cứ sai sót nào có thể xảy ra, cho nên ngồi xếp bằng, vận nội lực huyền thiên công, đem cơ thể mình tu luyện đến trạng thái tốt nhất. Khi Đường Tam mở mắt ra, Đường Hạo và A Ngân vẫn đứng đó chờ hắn. Giọng nói trầm ấm của Đường Hạo vang lên: "Tiểu Tam, con đã chuẩn bị kỹ càng chưa?" Hắn không có trả lời, thay vào đó, đôi mắt kiên định như muốn nói lên tất cả. Thấy con trai mình quyết tâm như thế, bậc làm cha mẹ như bọn họ cũng an tâm phần nào, trong lòng thầm chúc phúc cho hắn. Đường Tam tiến lên phía trước, đem hải thần tam xoa kích xuất ra, quang mang kim sắc tỏa ra, khiến hết thảy vạn vật như được ban phước lành. Ngay cả A Ngân cũng bất giác cảm thấy thoải mái. Trong đầu Đường Tam lúc này không khỏi nhớ đến lời của ba tái tây tìm bối: cưỡng ép bước ra hồn hoàn nguy hiểm vốn rất lớn, một khi tách rời sẽ gây tổn hại trực tiếp đến cơ thể hắn, thậm chí không cẩn thận có thể tử vong. Tuy nhiên, Đường Tam hắn yêu Tiểu Vũ còn hơn chính bản thân mình, cho nên hắn đâu có chùn bước vì lý do này. Ngẩng đầu nhìn lên phía bầu trời, Đường Tam trong lòng yên lặng thầm nói: "Đại Minh, Nhị Minh, hồi sinh Tiểu Vũ là kỳ vọng cuối cùng của các ngươi, nhưng lại là mong muốn duy nhất của ta. Tiểu Vũ sống lại cũng như việc ta tồn tại như nhau. Ta không cần cam đoan với các ngươi bất cứ điều gì cả. Nếu như Tiểu Vũ không thể sống lại thì sinh mệnh của ta cũng không còn quan trọng nữa." Một chuỗi ký ức không ngừng hiện lên trong đầu của Đường Tam. Hắn cùng với Tiểu Vũ đứng giữa biển hoa, từng thế non hẹn biển. Đời này nhất định hắn chỉ yêu mình nàng. Hiện tại, nhiều khuôn mặt bình thản của Tiểu Vũ nằm trên mặt đất, lòng hắn đau như cắt, thầm nói: "Tiểu Vũ, từ khi nhìn thấy muội, ta đã xác định muội chính là định mệnh của đời ta. Vì thế, ta không cho phép muội rời xa thế gian này. Muội cùng ta sẽ vĩnh viễn ở trong một chỗ, không bao giờ rời xa cho đến khi chúng ta già đi." Mạnh mẽ thở sâu, gạt đi nước mắt. Đường Tam tay phải cầm chặt hải thần tam xoa kích bên cạnh, tay trái lấy từ trong nhu ý bách bảo nang sau cối gồm cốt mà hắn đã thay thế của Tiểu Vũ. Hồng sắc trong suốt từ hồn cốt lan tràn, khí tức từ 10 vạn năm hồn cốt tản ra khiến hô hấp có chút loạn nhịp. Nương theo lam ngân hoàng phóng ra, trên cái hồn hoàn nối tiếp nhau xuất hiện trên người Đường Tam. Đem hải thần tam xoa kích giơ cao lên, kim quang từ lạc ấn tam xoa kích trên trán phun ra, cùng hải thần chi tâm hình thành một cây cầu trong nháy mắt chiếu sáng cả tòa sơn cốc. Khí tức từ hải thần tam xoa kích bộc phát bao phủ cả Đường Tam và Tiểu Vũ, bao phủ cả Đường Hạo cùng A Ngân, cũng bao phủ hết thảy mọi thứ ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Đến đây thì cũng hết tập 213 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.